Rất nhiều bạn hỏi là hiện nay Ngọc đang làm việc online tại nhà, đang viết blog toàn thời gian và Ngọc cũng thực hiện những cái khoản đầu tư cho chính mình. Vậy thì Ngọc đã đầu tư vào những cái danh mục nào, những cái loại tài sản nào hoặc cách đầu tư của Ngọc ra sao? Trong video này thì Ngọc sẽ chia sẻ chi tiết cho bạn tất cả những cái danh mục mà Ngọc đang đầu tư vào, thậm chí là cái cách mà Ngọc tạo ra thu nhập ở trên Internet, và sau đấy thì Ngọc dùng chính cái thu nhập ở trên Internet của mình, kiếm được ở trên Internet của mình, và mang nó quay ngược lại Internet để khiến cho cái khoản thu nhập đấy nó sinh sôi nảy nở bằng các cái cách, các cái công cụ đầu tư. Do đó ở trong video này thì Ngọc sẽ chia sẻ cho bạn chi tiết tất cả những cái cách mà Ngọc đang làm, và nó là một cái hướng dẫn chi tiết chứ không phải kiểu là kể là tôi đã đầu tư vào vàng, vào Bitcoin, vào gì đó. Tất cả những cái kiến thức mà nó phải là một cái hướng dẫn rất là chi tiết để các bạn thấy được những cái ví dụ cụ thể, hoặc là các bạn thấy trực tiếp cái cách mà Ngọc chuyển cái khoản đầu tư đấy lên trên Internet nó như thế nào, nó tạo ra lợi nhuận ra sao. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với ngoctiếnrồi.com, và cũng đừng quên nếu như bạn đang ở trên kênh YouTube của Ngọc thì hãy nhấn vào cái nút đăng ký, sau đó các bạn nhấn vào cái nút quả chuông để đảm bảo mỗi lần Ngọc xuất bản những cái video như thế này thì chắc chắn bạn là người đầu tiên để nhận được thông báo. Trở lại với nội dung của ngày hôm nay thì cụ thể là Ngọc đang làm việc online, đang xây dựng những cái blog, đang viết blog chuyên nghiệp tại blog ngoctiếnrồi.com, và chắc chắn là Ngọc có thực hiện những cái khoản đầu tư. Vậy thì Ngọc đầu tư vào những cái gì? Thì cái cách của Ngọc á, thực ra thì về tổng thể các bạn thấy là Ngọc hoàn toàn là tạo thu nhập được ở trên Internet là chính. Nói một cách để các bạn dễ hình dung hơn thì Ngọc có thể dùng cái cách là download tiền ở trên Internet xuống bằng những cái phương pháp là mình tạo nguồn thu nhập thụ động ở trên Internet thông qua tiếp thị liên kết này, thông qua những cái cách làm, những cái phương pháp làm là ở trên Internet để tạo ra thu nhập. Và cái cách của Ngọc là sẽ dùng chính cái số tiền mình kiếm được, mình download được ở trên Internet về, và sau đấy thì tiếp tục upload ngược cái số tiền đấy trở lại Internet vào những cái kênh đầu tư khác, để cái số tiền mà mình kiếm được thì nó nhân lên, nó tạo ra lợi nhuận. Thì đó là cái cách mà Ngọc đang sử dụng để đầu tư. Vậy thì những cái cách đó cụ thể là như thế nào? Thì thực sự trước tiên ấy, Ngọc cũng phải chia sẻ với các bạn, thực ra để làm được tất cả những cái việc đấy thì đầu tiên ấy, cái việc đầu tiên là Ngọc luôn luôn tập trung vào việc đầu tư vào nội dung ở trên Internet. Đây là một cách mà Ngọc thực hiện đầu tư, và Ngọc thấy là khi mà mình đầu tư vào nội dung ở trên Internet ấy, thì nó sẽ tạo ra các cái nguồn thu nhập rất là ổn định và rất là bền vững. Ngọc lấy ví dụ là nếu như Ngọc viết một bài viết hàng ngày ở trên blog thì Ngọc coi đó nó là một cái tài sản của mình. Tức là ngày hôm nay mình viết được một bài viết, và nếu như mình áp dụng những cái cách tạo thu nhập vào cái bài viết đấy thì bắt đầu từ ngày mai có thể nó sẽ tạo ra thu nhập, và nó tạo thu nhập rất là lâu dài. Thì đó chính là Ngọc, cách là Ngọc đầu tư vào nội dung. Ngoài ra thì ví dụ như việc làm video như thế này cũng là một cách mình đầu tư vào nội dung để có thể tạo được thu nhập, ví dụ như là thu nhập từ chương trình YouTube Partner của Google chẳng hạn, thì đấy cũng là một cái cách. Hoặc thậm chí cụ thể hơn, tức là sau khi mà mình tự xây dựng những cái nội dung và mình có thể tạo được thu nhập ở trên Internet thì Ngọc dùng cái thu nhập mà mình vừa tạo ra được đó và tiếp tục mà thuê những cái người khác, thuê những cái nhóm người làm nội dung khác để họ tạo ra những cái loại nội dung mới cho mình, cho những cái sản phẩm, những cái lĩnh vực khác, và mình lại mang cái nội dung mà mình thuê họ đó để mang nó upload ngược nó trở lại Internet, và cái nội dung đấy nó lại tiếp tục tạo ra những cái lợi nhuận khác. Để Ngọc cho bạn thấy cái ví dụ như Ngọc thường xuyên làm việc những cái bạn là cung cấp cái dịch vụ nội dung, và sau đó đặt hàng họ xây dựng những cái nội dung để từ cái nội dung đấy mình có thể làm tiếp thị liên kết cho những cái sản phẩm khác chẳng hạn. Thì đây chính là cái cách mà các bạn thấy có thể là chúng ta dùng cái số tiền chúng ta kiếm được, hoặc là chính những cái số tiền mà chúng ta bỏ ra để chúng ta đầu tư vào nội dung, xây dựng nội dung ở trên Internet và áp dụng những cái cách tạo thu nhập vào, thì cái điều đấy nó sẽ giúp cho chúng ta tạo được thu nhập
thì đó chính là cái khoản đầu tư đầu tiên của Ngọc. Và cái khoản đầu tư này Ngọc rất chú tâm vào để thực hiện, tức là cái công việc của mình làm việc ở trên internet là hàng ngày, do vậy là việc xây dựng nội dung, đầu tư cho nội dung là cái công việc gần như quan trọng nhất của Ngọc. Cái khoản đầu tư số 2 thì là cái khoản đầu tư mà Ngọc cũng thực hiện rất là thường xuyên và thực hiện trong nhiều năm nay, đó là việc đầu tư vào việc đọc sách, đọc những cái cuốn sách mà nó liên quan đến cái lĩnh vực công việc của mình, những cái khoản đầu tư, những cái mảng đầu tư khác mà mình đang quan tâm. Ví dụ như nếu mà cần hiểu biết về tài chính, hiểu biết thế nào là tài sản, thế nào là tiêu sản và nên đầu tư như thế nào, thì cái cuốn, những ví dụ như những cái bộ sách là Cha giàu cha nghèo cũng là một cái cách Ngọc học và hiểu được về cái tư duy về tài chính nó như thế nào để đầu tư cho nó tốt. Hoặc thậm chí là Ngọc thường đầu tư vào những cái loại tiền số, những cái loại tiền điện tử, thì cái việc mà đọc những cái cuốn sách mà nói về những cái thị trường đó, nó cũng là một cái cách để chúng ta hiểu cơ bản bản chất của cái thị trường đó là như thế nào để chúng ta có thể đầu tư. Hoặc thậm chí là Ngọc vừa nói là Ngọc đầu tư vào nội dung, vậy thì nội dung thì phải học những cái kiến thức về nội dung, những cái kiến thức về marketing, thì đọc những cái cuốn sách về marketing nó là một cách để Ngọc hiểu được rằng là làm nội dung là phải như thế và marketing là phải như thế, phải kiếm được tiền như vậy thì mới gọi là đầu tư vào nội dung. Thì đó tất là, hoặc là thậm chí là để hiểu bản chất của tiền bạc là gì, nó vận hành như thế nào, thì những cái cuốn sách như thế này là những cái cuốn sách mà rất cần thiết. Do đó là Ngọc nói là cái khoản đầu tư thứ hai mà sau cái khoản đầu tư nội dung á, thì Ngọc đầu tư vào sách, đầu tư vào kiến thức để mình học hỏi, mình có thêm những cái kiến thức về tiền bạc, những cái kiến thức liên quan đến những cái lĩnh vực mà mình đầu tư sau này. Thì đó là cái khoản thứ hai là đầu tư vào sách, và đây là một cái khoản đầu tư mà Ngọc cũng rất là chú tâm và thường xuyên thực hiện hàng ngày. Thậm chí là có ngày thì cố gắng dành 30 phút để đọc sách và giữ cái thói quen này thường xuyên. Khoản đầu tư thứ ba thì Ngọc nói là nó là một cái khoản đầu tư mà có thể có rất nhiều người đang thực hiện, đó là đầu tư vào vàng. Thì vàng các bạn thấy là chúng ta hoàn toàn có thể đầu tư hai loại. Thứ nhất là vàng vật chất hoặc là vàng chỉ số. Thì vàng vật chất là vàng gì? Tức là những cái vàng miếng hoặc là những cái chỉ vàng, phân vàng mà chúng ta thấy như thế này. Thì thực ra cá nhân Ngọc cũng không phải là người thích vàng, nhưng Ngọc thực sự thích cái giá trị của vàng. Tức là những cái tài sản nào mà mọi người cho nó là có giá trị, có giá và có thể giữ được giá trị lâu dài thì Ngọc vẫn quan tâm. Và hiện nay thì không phải là cái việc là mình mua vàng mình giữ, mà Ngọc có thể sử dụng cái cách là mỗi tháng mình cố gắng tiết kiệm, hoặc là thậm chí 1-2 tháng thì mình mua 1-2 chỉ vàng mình giữ. Nó là một trong những cái tài sản có thể giữ giá được, giữ giá trị theo thời gian. Thì việc mua vàng hiện nay cũng rất là đơn giản, chúng ta hoàn toàn có thể mua online. Thì hiện nay việc mua vàng rất là dễ. Thực ra chúng ta không cần phải giữ vàng như này. Đây chỉ là cái Ngọc lấy ví dụ để cho các bạn thấy là đầu tư, Ngọc có một khoản đầu tư vào như vậy. Thế nhưng mà các bạn thấy là Ngọc hoàn toàn có thể lên cái mua vàng online. Các bạn hiện nay hoàn toàn có thể mua vàng của Doji. Các bạn sẽ thấy là có thể tạo một cái tài khoản của mình ở trên cái trang Egon mua vàng trực tuyến, và sau đó thì chúng ta liên kết cái tài khoản ngân hàng của chúng ta vào. Và nếu như trong lúc nào đó bạn cần thì bạn có thể mua nửa chỉ vàng hay là một chỉ vàng. Và tất cả những cái đó là bạn mua vàng vật chất. Khi mà bạn thực hiện mua thì Doji sẽ giữ lại cho bạn ở trong các cái cửa hàng của họ, và khi mà thực hiện bạn muốn lấy ra bạn có thể bán lại trực tiếp cho họ khi nó giá lên, hoặc thậm chí bạn muốn rút ra lấy về thì bạn chỉ cần tạo cái lệnh rút và bạn đi đến bất kỳ một cái cửa hàng Doji nào để bạn có thể rút cái vàng của mình ra. Thì đây cũng là một cái cách đầu tư mà Ngọc cũng thực hiện, và đấy là một cái khoản đầu tư của Ngọc. Đó là khoản đầu tư thứ ba. Khoản đầu tư thứ tư đó là Ngọc đầu tư vào cổ phiếu, vào chứng khoán. Thì đầu tư vào cổ phiếu và chứng khoán thì chúng ta vẫn có thể làm online được, rất là thuận tiện. Và các bạn thấy là Ngọc thì thực ra thì Ngọc thực hiện đầu tư theo cổ phiếu Mỹ, và mỗi một tháng thì Ngọc vẫn trích ra một cái khoản thu nhập của mình ở trên internet để đầu tư vào những cái cổ phiếu mà Ngọc thực sự thích. Và hiện nay thì Ngọc dùng cái sàn là sàn eToro,
để Ngọc mua những cái cổ phiếu Mỹ. Ngay bây giờ Ngọc sẽ cho các bạn thấy cái cách mà Ngọc có thể trích tiền từ cái việc mình thu nhập được ở những cái khoản thu nhập mà mình làm ở trên Internet để mình để Ngọc có thể mua ngay một cái cổ phiếu Mỹ cho các bạn thấy. Để Ngọc kiểm tra, ví dụ như là ngày hôm qua khoản thu nhập là 103 đô này và 32 đô nữa, thì ví dụ như các bạn thấy là Ngọc có nhận được những cái khoản thu nhập như này từ việc làm tiếp thị liên kết ở trên Internet chẳng hạn, thì bây giờ nếu như Ngọc muốn mua một cái cổ phiếu thì Ngọc chỉ cần sử dụng cái sàn eToro và bây giờ Ngọc nộp tiền vào, tức là lấy cái 100 đô mà vừa nhận được tối hôm qua để nạp ngay vào trong tài khoản của mình, thực hiện đầu tư ngay, thực hiện mua cái cổ phiếu ngay. Thì các bạn có thể thấy ví dụ như đây Ngọc lấy 100 đô ở trong PayPal chẳng hạn và nạp vào trong tài khoản eToro. Ok, như vậy là các bạn thấy là ngay tức khắc Ngọc đã di chuyển cái số tiền là mình kiếm được ở trên Internet bằng việc mà tạo ra nội dung, tạo ra thu nhập từ tiếp thị liên kết. Sau đấy thì Ngọc thực hiện cái khoản chuyển cái số tiền đó vào trong sàn eToro và có thể thực hiện mua ngay cái cổ phiếu. Ngọc sẽ thực hiện mua cái cổ phiếu của Tesla chẳng hạn, là cái công ty xe điện của Mỹ. Thì về dự đoán trong tương lai thì Ngọc thích những cái công ty mà nó tập trung vào những cái giải pháp của tương lai chẳng hạn, ví dụ như là Tesla thì tập trung vào xe điện và có khả năng nó là xu thế và nhiều người đang định giá cái cổ phiếu này nó cũng ở mức độ cao, nhưng Ngọc tin là trong tương lai thì nó sẽ còn tăng nữa. Do vậy là ví dụ Ngọc có thể mua ngay cái 100, chuyển 100 đô này vào trong cái cổ phiếu của Tesla chẳng hạn. Lệnh mua đã thực hiện xong. Cái việc đó thực hiện nó rất là đơn giản. Và các bạn thấy đó là một cái cách rất đơn giản mà chúng ta có thể làm việc online tại nhà, có thể tạo được thu nhập và trích những cái phần trăm thu nhập của mình để di chuyển nó vào các cái danh mục đầu tư, thậm chí là mua những cái cổ phiếu rất uy tín ở trên thế giới, là Facebook, là Amazon, là Alibaba, là Tesla, vân vân, mà bằng cách là sử dụng cái sàn giao dịch eToro. Thì cái việc mà mở tài khoản hoặc là tạo những cái, thực hiện những cái thao tác ở trên sàn eToro để thực hiện đầu tư vào cổ phiếu Mỹ chẳng hạn, thì Ngọc để link hướng dẫn bài viết rất chi tiết ở bên dưới của phần video, các bạn có thể tham khảo nếu như các bạn muốn thực hiện các cái khoản đầu tư này. Đó là khoản đầu tư thứ tư, là đầu tư vào cổ phiếu Mỹ. Ngoài ra thì như các bạn đã theo dõi Ngọc đã lâu thì các bạn biết là Ngọc có sở hữu một cái blog là coindếnrồi.com, chuyên cho lĩnh vực về tiền điện tử và đầu tư vào Bitcoin và những cái loại tiền điện tử khác. Thì đó cũng là một cái mảng mà Ngọc đầu tư. Việc mà mua Bitcoin hay gì đó thì Ngọc không hướng dẫn các bạn nữa. Tuy nhiên là Ngọc vẫn thực hiện một cái khoản nhỏ để đầu tư vào những cái tiền điện tử mà nó thực sự uy tín và Ngọc thực sự cảm thấy nó có tiềm năng trong tương lai. Thì cái việc, cái chiến lược đầu tư của Ngọc là Ngọc đã chia sẻ ở một cái video rất chi tiết là năm 2021 có nên đầu tư vào Bitcoin hay không, thì các bạn có thể tìm xem ở trên kênh YouTube của Ngọc. Tuy nhiên là chiến lược của Ngọc thì đầu tư theo kiểu trung bình giá, tức là phân bổ tiền theo theo một cái thời điểm nhất định, ví dụ như là một tuần, một tháng thì dành ra một phần trăm nào đó để mua cái số lượng và cứ mua như vậy và trung bình giá, giá lên cũng mua, giá xuống cũng mua, và đến một thời điểm nào đấy cảm thấy đạt đủ lợi nhuận thì sẽ chốt lời. Thì đấy là cái cách đầu tư của Ngọc. Việc đầu tư vào Bitcoin hoặc những cái tiền điện tử thì nó có một cái lợi thế là chúng ta hoàn toàn có thể làm online và nó giao dịch 24/24, không nghỉ bất cứ lúc nào. Do vậy là rất là thuận lợi đối với những người làm việc online. Thì một trong những cái sàn giao dịch mà Ngọc sử dụng đó là sàn Binance, là cái sàn mà Ngọc có thể dùng tiền Việt Nam đồng mua Bitcoin hoặc là đầu tư vào Bitcoin như là một cái khoản đầu tư của mình. Thì riêng đối với cái lĩnh vực đầu tư về Bitcoin thì Ngọc luôn luôn sử dụng những cái sàn giao dịch uy tín, ví dụ như là mà Binance này hoặc Bitmitano, để có thể thực hiện những cái khoản đầu tư của mình. Thì tất cả những cái chi tiết, những cái hướng dẫn đó thì Ngọc đã chia sẻ ở nhiều video rồi, các bạn có thể tìm ở trên kênh YouTube của Ngọc. Như vậy thì các bạn thấy là hiện nay riêng về nói về các cái phần, các cái khoản, những cái danh mục đầu tư thì Ngọc đang đầu tư vào 5 cái danh mục, đó là đầu tư vào nội dung ở trên Internet để tạo ra thu nhập cho chính mình. Thứ hai là Ngọc đầu tư vào việc đọc sách, sử dụng đọc những cái cuốn sách về những cái lĩnh vực, những cái kiến thức mà mình đang làm việc hoặc là những cái lĩnh vực mà mình đang đầu tư. Ngoài ra thì các bạn có thể thấy là đầu tư một chút vào vàng để giữ cái giá trị
của đồng tiền của mình. Cái khoản đầu tư thứ tư đó là đầu tư vào cổ phiếu Mỹ. Thì đối với cổ phiếu Mỹ thì Ngọc thực hiện ở trên sàn eToro thì các bạn đã thấy. Ngoài ra thì một phần đầu tư nữa là đầu tư vào thị trường tiền điện tử. Thì như vậy các bạn thấy được tổng thể là Ngọc và chia các cái phần tiền mà mình dành đầu tư vào rất nhiều lĩnh vực. Thì đây là một cái cách mà chúng ta giữ an toàn cho mình, tức là không bao giờ bỏ hết trứng vào một giỏ, tức là chia ra những cái, ví dụ như mỗi một tháng thì Ngọc luôn luôn trích ra khoảng tối đa 20% là số tiền mình thu nhập được để thực hiện những cái khoản đầu tư. Thì 20% đấy Ngọc chia vào 5 cái lĩnh vực, thì như vậy nó sẽ có cảm giác an toàn hơn và nó sẽ cân bằng được cái tỷ lệ rủi ro ở mỗi cái lĩnh vực khác nhau. Thì Ngọc hy vọng là với cái video này Ngọc đã chia sẻ với cho các bạn những cái mảng đầu tư mà Ngọc đang thực hiện khi mà Ngọc làm việc tại nhà và tạo thu nhập ở trên Internet. Thì như vậy về tổng kết lại, các bạn có thể thấy được là cái cách mà Ngọc làm đó là kiếm tiền ở trên Internet và có thể mang ngược cái số tiền mình kiếm là được để đưa lên trên Internet, dùng những cái công cụ đưa vào những cái danh mục để cái số tiền đấy nó tiếp tục tăng cái lợi nhuận của mình lên. Thì đó là một trong những cái cách mà Ngọc nghĩ rằng ở cái thời điểm hiện tại ai cũng có thể thực hiện được. Nó rất là đơn giản, chỉ cần chúng ta có Internet là chúng ta có thể thực hiện được. Nhưng cái quan trọng ở đây là chúng ta phải có kiến thức. Kiến thức về đầu tư, kiến thức về quản lý vốn, kiến thức về quản lý cảm xúc và thậm chí là phải quản lý chính cái lòng tham của mình thì chúng ta mới có thể thực hiện được những cái khoản đầu tư nó an toàn và thực sự là có lợi nhuận. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video này. Và nếu như các bạn có những cái cách đầu tư nào, bạn đang thực hiện những cái kiểu đầu tư, những cái danh mục đầu tư nào thì Ngọc cũng rất muốn nghe những cái chia sẻ của bạn. Các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới. Và xin cảm ơn, hẹn gặp các bạn ở những cái video tiếp theo.